anh chấp nhận phải ký giấy cho tôi. Rồi ông nói không? Người ta làm đám nè, hen, bên nó lựa việc kiểu quá hen. Đây, chấp thân, đưa giấy mà đâu có chấp thân. Đâu có ký đâu. Thì ở đây ta chấp thân cho chú làm chứ không có giấy. Và tại sao người ta ký mà đông dấu? Tụi con đến đây để động viên chú một số cái quy định như thế. Tôi không cần, tôi không cần quy định gì đó. Rồi. Mà tôi xin phép mấy ông đâu đó đàng hoàng. Mà ông không cho làm, không cho thì quyền của ông. Còn tôi làm là quyền của tôi. Tôi nói rằng hen, tôi làm đám cho bà già tôi, mấy ông lại kiếm chuyện. Tôi nói là mấy ông lại kiếm chuyện. Cái này là mấy ông lại kiếm chuyện rồi. Ông biết không? Ông biết là tôn trọng cha mẹ. Hả? Được rồi, tôi không nhất cái dấu đàng hoàng. Nhưng mà trong quá trình tổ chức chú phải đảm bảo cho tốt cái tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Tôi không có quậy hồi nào tới giờ, coi danh sách đi. Rồi. Dân tôi không có trông trọng là cái vụ quậy lộn, quanh lộn không có. Cờ bạc là không có. Ở đây, tôi nói rõ mà. Cái đó là cái chuyện của tôi làm. Còn mấy ông là tôi xin phép đó đàng hoàng mà không làm. Không chấp thuận. Ta lại muốn nói chuyện gì? Trời, tôi coi làm đám cho bà già mà lợi kim chuyện làm như chuyện lớn nữa đâu á. Mà tôi hồi nào tới giờ tôi làm không có xin phép đâu. Nhưng mà tôi muốn xin phép cho đâu đó đàng hoàng. Tôi biết mấy ông kiếm chuyện mà. Mẹ nhơi rổ xì ra cầm nít. Mẹ thơ bánh mò mò kịp thằng cọt. Alo còn ông á, ôi mặt ôi con ảnh thơ đây. Anh mặt khai còn ông đây. Còn ông trồn mong ngày nóng bạp thà còn ông trâu rường đòi. Nay chay mẹ có à ruột chuốt. Hôm nay con có đến đây để trao đổi chú vậy trong thời gian tổ chức. Khỏi trao đổi gì đâu. Còn chấp thừng không chấp thừng thôi. Có ghi cái biên bản cũng nhờ chú ký vô cái biên bản không con. Tao không có ký biên bản tôi mày ghi đâu. À không ký. Tao làm đám tao chuyện gì mà tao ký biên bản. Thì nói rồi coi như là tụi con nói xuống đây trực tiếp để mà nói. Tao không ký, khỏi đốc. Tao không nghe. Cái lực tụi mày tao không nghe. Rồi. Tao xin phép rồi mà không chấp thừng rồi. Bởi vì ngày đó vô là cái chuyện như vậy là bị rồi. Nè, bà phải đứng nè. Ngày đó mà tôi làm rồi, tiến hành làm rồi, nếu mà vô là bị với tôi đó. Tôi nói cho mấy ông nghe. Cái đó tôi thử thật. Tôi chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón anh á. Ngày đó nếu mà anh vô như vậy là anh bị với tôi rồi. Tôi trông trọng pháp luật đâu đó đàng hoàng, tôi đi xin phép. Cũng nhờ chú ký vô dùm cái biên bản con. Tao nói là biên bản này tao không ký. Rồi. Ông không ký đâu. Không, con đọc cho chú nghe rồi. Không nghe. Cái lực mấy cô đâu cái gì mà nghe. Lời của tôi là đem. Tôi không nghe đâu. Tôi không ký, không nghe đâu. Tôi không cần thiết cái gì á. Tại vì tôi làm đam cho bà già tôi trả cái gì mà ký biên bản. Là lập biên bản cái gì. Trời đất ơi. Cô có cha mẹ, con có bà nội gì không? Mà tại sao cô lại mất đạo đức như vậy? Tôi nói với mấy chú rằng hang tôi trôn trồng lực pháp á. Trôn trồng lực pháp á. Trong phải chơi đâu nghe. Tôi xin phép đó đó đàng hoàng mà trả lời là không chấp thân. Là như thế nào? Tôi là người gì? Mà tại sao không chấp thân? Trời đất ơi. Tại sao người Khmer lạp ra mừng thọ cho bà giả mà lại kiếm chuyện như vậy? Hả? Lại quay rối như vậy là như thế nào? Thôi vậy mà nếu mà không có chuyện gì đi ra đi. Ra đó con đuôi. Đi ra. Tôi không cần trông trồng mấy ông lại gì nữa. Tôi trông trồng lực pháp rồi. Đi. Tôi không trân trọng mấy ông nữa. Tại vì mấy ông tôi xin phép đâu đó đàng hoàng mà không chấp thuận mà. Trời ơi, còn dám gì người ta không cho người ta nữa. Trời ơi, làm gì vậy? Cơ quan làm gì vậy? Cái này là cơ quan nhà nước á hả? Trời ơi, mấy ông là coi tôi là cái gì? Hả? Tôi là dân, tôi trân trọng luật pháp đâu đó đàng hoàng mà tại sao mấy ông làm vậy? Hả? Ông khí dè tôi hả? Phải không? Mấy ông không chấp thuận lại bữa nay là kim chuyện. Cái mẹ có ai vua anh chứ quốc. Cái cô rút cho bà trong chỗ qua đi một bông phiền kìa. Cái thấp anh nói mẹ ok thường rảo ý còn đi một hiệt hăng. Bà biên lại một hiệt hăng anh thấp anh.
ngày nó anh trả bé bà chôn mà anh gọi trả hoài anh trả bé đứng anh mình thật thuộc đòi đòi xa khổng thiệt đấy khiến chôn mà ngày anh thuộc khi nó thông làng họp á anh trả bé đứng anh cài cỏ anh trả bé đứng kiến công thả anh khá chứ có ai chút có nên có ai chút đó anh mẹ đỡ thơ cho bạp một chứng ý bởi chỉ chẳng cái thơ bà nói mẹ ok mà thiệt hẳn anh nghe giờ khanh bách mò mò sạc quạt khmer anh chứ dì mưa quạt khmer à có ai chuột chuột nè khanh kê khmer thơ bắn mò rìa rẳng còn ý gì chung lời coi anh bà tha xong bà có đến trâm trố bà có đến ỏi con thơ mặt ỏi con thơ anh bà phải yên anh kê chanh chết đá mà anh mặt thai chả nà tông ơ con à chuột